2 tháng xa em rồi. Anh không nhớ sao được? Thật không đây? Anh sao thế? Em mệt quá. Để em khóc anh bù nhá. Anh xuống ăn cơm đi. Anh xuống luôn đây. Mai anh có việc quan trọng, cần phải tiếp khách hàng. Anh ngủ trước nhá. Ngủ đi. Đi xem phim với em đi. Em không thấy công việc của anh đang chất đống nữa. Anh ăn sáng đi. Thơm quá. Thôi, anh có hẹn ăn sáng với khách hàng rồi. Anh đi đây. Dù có ngốc, tôi cũng không thể nào không nhận ra những biểu hiện bất thường của anh. Cậu là thám tử công ty Đa Mốt? Vâng ạ. Mà thám tử kiểu gì mà lại đi xe rồi lại ăn mặc? Chị đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài như vậy. Ngụy trang là một điểm mạnh của nghề thám tử đấy. Chị yên tâm, tất cả những yêu cầu của chị trong hợp đồng bọn em sẽ đáp ứng đầy đủ. Thôi rồi, coi như đấy là nghiệp vụ riêng của cậu, tôi cũng không quan tâm nữa. Đây, ảnh đây. Theo dõi người này cho tôi. Alo, sao rồi? Chị ơi, online ngay đi. Em vừa chụp được một ảnh hot lắm. Nhớ thưởng thêm cho em với nhá. Được rồi, yên tâm. Chị ạ, đây là cô gái mà mấy ngày hôm nay em cũng đến cơ quan của cô ấy. Lúc này đây, hai người con đã đi tới một căn hộ. Thực tế phũ phàng như ra cửa vào tìm tôi. Thật đau đớn khi anh luôn hờ hững với tôi, nhưng mà lại vui cười với một người phụ nữ khác. Alo. Em à, em chuẩn bị quần áo đẹp đi nhá. Tối anh sẽ cố gắng về sớm để em đi ăn. Vâng. Em sao thế? Em bị ốm à? Sao nghe giọng lạ thế? Này, hay là anh mua? Wow. Anh có quà tặng em này. Em không nhớ gì à? Hôm nay là ngày đặc biệt của chúng mình đấy. Chứ không phải là anh phản bội tôi. Anh mua quà chuộc lỗi với tôi chứ gì. Bọn nói cái gì vậy? Lỗi lầm gì anh chẳng hiểu. Anh nhìn đi. Đây là cái gì?
Cô ấy là đối tác của anh. Em bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Bình tĩnh à? Đối tác mà còn rủ nhau về nhà riêng. Chắc là có bồ nên bây giờ mới dửng dưng lạnh lùng với tôi chứ gì. Không phải thế. Anh thôi đi. Không phải thế cái gì? Bằng chứng rõ rành rành như thế này còn cãi nữa. Chúng ta ly hôn đi. Anh ký đi. Anh sẽ ký với điều kiện em nhận món quà này. Em còn nhớ lời anh hứa trước khi mình cưới nhau không? Anh đã nói là sẽ cố gắng làm việc hết mình để xây dựng cho em một tổ ấm thật khang trang hạnh phúc. 2 năm qua anh đã cố gắng để đạt được điều hứa đấy. Cô gái trong bức ảnh chính là nhân viên của công ty nhà đất. Dù không phản bội em nhưng anh cũng không đủ điều kiện để làm em hạnh phúc nữa. Lại ký vào đơn ly hôn. Anh muốn giải thoát cho em. Không được. Tôi có chồng yêu thương và khỏe mạnh. Tôi có nhà đẹp và êm ấm. Những đau khổ, những bi kịch cũng dường như chưa từng xuất hiện. Em chào anh chị ạ. Hôm nay em đến để hoàn tất thủ tục giấy tờ nhà cho anh chị. Em hoàn thiện lại thông tin rồi bàn giao lại cho anh nhé. Dạ vâng ạ, anh chị chờ em một chút nhé. Anh có chuyện muốn nói với em. Sao thế ạ? Anh định nói chuyện này từ lâu rồi nhưng mà... Có chuyện gì mà anh cứ lắp bắp thế? Bác sĩ nói anh bị yếu sinh lý. À mà anh này, trước em có mua cái này cho anh xã nhà em ấy, dùng cũng tốt lắm. May quá, em đang cầm một hộp, anh cầm dùng thử xem có hợp với thuốc Trường Vương Thượng Bổ không. Nếu mà hợp ấy, thì anh gọi điện đặt mua dùng tiếp cho cải thiện anh nhá. Anh cảm ơn em. Dạ không có gì đâu, chúc vợ chồng anh hạnh phúc. Em chào anh. Anh nhớ uống thuốc đều đặn nhá. Chồng biết rồi, bà yên tâm đi. Anh đi nhá. Nam đây, em không nhận ra anh à?
Nam nào? Nam nào nhỉ? Nam ngày xưa học cùng lớp á? Đúng rồi đấy. Điều quả đấy xấu xí như thế. Làm gì có chuyện đẹp trai như này? Em không tin à? Anh có bằng chứng luôn nhá. Ui, thật à? Anh làm em bất ngờ đấy. Từ đợt tỏ tình với em ý, anh đã quyết tâm giảm cân. Anh đã về nhà và tập luyện để được như bây giờ. Cảm ơn anh. Nhưng mà sao anh có thể giảm cân nhanh như vậy được? Xem tao thay đồ đúng không? Hôm nay mày gặp cớm rồi con ạ.